Chào mừng các bạn quay lại với ngaytrader.com. Bắt đầu từ hôm nay thì nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ đưa đến cho các bạn những nhận định nhanh đến rất nhanh của các cặp tiền tệ Forex và Crypto trong ngày. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2020. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với DXY chỉ số đô la Mỹ. Hiện tại thì số lượng xu thế chính của ngày vẫn là tăng và mình sẽ canh để mua lên. Hiện tại thì khu vực quan trọng chúng ta cần chờ đợi đó là khu vực này. Nếu nó giá vòng về đây, chúng ta sẽ có thể chờ đợi để mua lên đối với DXY và có thể can để sell cặp Euro và đô la Mỹ. Ở hiện tại hoàn toàn giá có thể đi như thế này, sau đó đi lên. Đây, target ít nhất của mình sẽ đến khu vực trendline này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đô la Mỹ VN Nhật. Thì cũng giống như DXY thì xu thế chính của đô la Mỹ VN Nhật cũng là tăng và mình sẽ an toàn hơn nếu chúng ta follow trend của đồ thị lớn. Và hiện tại thì có thể sẽ mất thời gian để giá tạo một lá cờ, có thể sẽ mất vài ngày để tạo một lá cờ và chúng ta sẽ canh để mua lên. Hiện tại thì mình sẽ chờ giá đi như thế này, và nếu có một đáy đồ ở đây thì sẽ là một cơ hội để mua lên, hoặc nếu không chúng ta phải chờ giá vượt qua vùng đỉnh cũ này, sau đó chúng ta sẽ chờ lá cờ đầu tiên để tham gia vào thị trường với lệnh mua. Hiện tại thì mình sẽ không sell đối với cặp này mà mình chỉ canh để mua lên. Tiếp theo là đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ thì tương tự, mình cũng sẽ chờ để mua lên đối với cặp này. Hiện tại thì sau khi nó về và test lại vùng này thì đây là tín hiệu khá đẹp. Và hiện tại nếu nó vòng về một lần nữa tại đây, chúng ta sẽ có thể có cơ hội mua lên tại khu vực double bottom này. Còn không, để an toàn hơn thì các bạn hoàn toàn có thể chờ giá di chuyển mạnh lên, phá được đỉnh này và sau đó tham gia thị trường bằng các mẫu hình tiếp diễn. Tiếp theo là đô la Mỹ và đô la Canada thì hiện tại thì mình chỉ canh sell và sell, thì cặp này tiềm năng sell của nó rất lớn. Và buổi sáng thì do ngủ dậy muộn nên mình đã miss một trade vào lệnh tại vùng này lúc 7 giờ này, stop lên trên thì nhưng sao hiện tại mình chờ giá đi chuyển xuống và tham gia thị trường bằng một lá cờ giảm đầu tiên. Tiềm năng giảm giá của cặp đô la Mỹ và đô la Canada là rất lớn. Tiếp theo là Euro và đô la thì ngược lại với DXY thì mình sẽ chỉ canh sell cặp này. Hiện tại thì kịch bản tiềm năng nhất đó là giá vòng lên một lần nữa và chúng ta sẽ có lần chạm thứ ba của lá cờ giảm này và lại làm lệnh sell, hoặc không, chúng ta sẽ chờ giá đi hôm nay và một lá cờ tại khu vực trendline này sẽ là một tín hiệu để chúng ta bán xuống. Tiếp theo là bảng Anh và đô la Mỹ. Thì cũng giống như Euro và đô la Mỹ thì cặp này mình sẽ cũng chỉ canh sell và target ít nhất là đến vùng trendline này. Hiện tại thì nếu giá vòng lên và khu vực này chính là khu vực để chúng ta canh sell xuống. Đô la Úc và đô la Mỹ. Hiện tại thì tuy xu thế chính của đồ thị ngày là giảm nhưng mà chúng ta đang đến gần một hỗ trợ cực kỳ quan trọng mà mình đã nói tới trong bài nhận định tuần. Cho nên là hiện tại thì mình sẽ không sell mà sẽ canh để mua lên nếu giá tiếp tục đi như thế này. Này, và chúng ta sẽ có thể có một điểm để mua lên tại khu vực trendline này, khu vực đáy cũ này, hoặc là chúng ta có thể chờ lại sóng đẩy đầu tiên và tham gia thị trường sau lá cờ tăng đầu tiên được tạo ra sau khi nó phá vỡ được trendline này. Đô la New Zealand và đô la Mỹ thì cũng tương tự với đô la Úc, thì hiện tại thì xu thế chính của đồ thị ngày vẫn là giảm, tuy nhiên thì chúng ta an toàn hơn thì có thể chờ giá đi xuống khu vực này và canh để mua lên. Tương tự với đô la Úc, hoặc là tại đây nếu như giá vòng về một cách tích lũy điều chỉnh và chúng ta sẽ có một điểm sell khá là đẹp tại đây, target vùng trendline này hoặc ít nhất là đến khu vực này, cũng sell tại đây, stop loss 25 pip.
tỷ lệ lấy lỗ cũng được khoảng 5,6%, cũng khá là ok. Cặp cuối cùng của Forex đó là vàng, thì hiện tại thì mình không canh sell nữa, mặc dù xu thế giảm của đồ thị ngày vẫn là đang là chiếm ưu thế. Tuy nhiên thì như mình nhận định là nó sẽ giảm, và ngày hôm qua nó giảm rất rất mạnh. Tuy nhiên thì hôm qua chúng ta có một cây nến spinning top này, con xoay thể hiện sự giằng co thị trường, và hiện tại nó đang tiến rất gần vùng hỗ trợ mạnh, đó là vùng này. Vì thế nên mình hiện tại thì mình canh để mua lên, nếu mà giá vòng xuống chúng ta sẽ có một đáy đôi và đồng thời phản ứng với vùng giá trị này, thì đây là một cơ hội mua lên rất đẹp, hoặc là chúng ta có thể chờ lá cờ đầu tiên để tham gia thị trường. Đó là vàng. Với crypto thì như đã nhận định ở cuối tuần trước thì BTC chấm đi, market cap của Bitcoin hiện tại đang có xu thế tăng, đó tỷ lệ vốn hóa của Bitcoin so với các đồng coin khác. Bitcoin thì như hôm qua mình đã dự báo là vùng 4.800 là một vùng cực kỳ quan trọng, và sau khi nó phá xuống này, nếu tại đây, nếu tại khu vực phá, sau khi phá vùng này mà nó tạo một lá cờ giảm này thì sẽ là tín hiệu để chúng ta bán xuống. Tuy nhiên sau khi giá giảm xuống thì ngay lập tức nó đã hồi lên khá là mạnh mẽ, và hiện tại thì giá đang có xu thế là đi lên. Các bạn có thấy là nó đã tạo một lá cờ tăng tại đây này, và chỗ này thì có thể canh vào lệnh, mình không vào tại vì khu vực này thì stop loss hơi lớn. Bạn có thể quan sát, ta hoàn toàn có thể vào lệnh tại đây, một lệnh mua stop loss tận những 6% cơ, rất là cao nên mình không vào, và mình sẽ chờ lá cờ khác đẹp hơn. Hiện tại thì nếu nó đi lên, tiếp tục đi lên và tại khu vực trendline này, một lá cờ được tạo ra thì sẽ là một tín hiệu cực kỳ đẹp để canh mua lên đối với Bitcoin. Cuối cùng là ETH thì hoàn toàn tương tự với Bitcoin. Hiện tại thì chúng ta sẽ chờ một mộ lá cờ tăng để tham gia vào thị trường với lệnh mua, và Bitcoin và ETH thì mình sẽ chỉ canh để mua lên, và mình sẽ không canh để sell đối với tình trạng thị trường như thế này, vì nó đang ở rất gần với hỗ trợ mạnh tại khu vực 82. Ok, như vậy là mình đã đi nhanh một vòng các cặp Forex và crypto chính trong ngày 17 tháng 3 năm 2020. Chúc bạn một ngày giao dịch thành công. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.